Xin chào tất cả anh em. Hôm nay tiếp tục xe đạp điện trợ lực.vn, địa chỉ ở 109 Trần Duy Hưng, lại về lô hàng thứ hai là phiên bản 100 chiếc trên thế giới, phiên bản giới hạn của NW Pro Aurora, phiên bản màu xanh, xe màu xanh. Và con này có đặc điểm là động cơ 1000W, pin là 16Ah 48V, đi sạc đầy nếu mà đi trợ lực được 120 cây. Và nếu mà mình đi thuần điện mà vặn ga ấy là được 70-80 cây. Và dòng xe này là dòng xe mà rất là nhiều bạn yêu thích, bởi vì nó có chức năng Cruise Control, chức năng đạp sẽ sạc ngược lại pin. Và hôm nay mình sẽ unbox xem trong hộp nó có gì, cùng mình bóc ra xem. Đây, nguyên siêu thật. Đây, trong hộp của con này thì đây các bạn nhìn thấy quả gác ba ga, nhìn chắc chắn chưa? Đây, wow, đây là một cái bộ chuyển đổi để sạc pin. Rồi, bộ sạc đâu? Đây, đây là bộ sạc. Các bạn để nhé. Đây, cứ cái bóc ấy, để bộ sạc này. Đây là bộ sạc của Aurora. Wow, màu xanh, rất là đẹp. Hướng dẫn lắp đặt cho anh em luôn nhá, cả unbox cả lắp đặt nhá. Tất cả hàng của bên mình về đây, nhìn vào bộ sạc này, tiêu chuẩn CE của châu Âu này. Tiêu chuẩn CE là tiêu chuẩn châu Âu nhá. Đây, đây là bộ sạc của nó. Ok, mình bỏ đây. Rồi. Và đây là cái tay lái. Bắt đầu tiến hành lắp đặt thì các bước lắp đặt đây các bạn có thể để ý thật là kỹ nhá. Đây là quy trình lắp đặt thì anh em, các bạn theo dõi video thì nhìn thấy là anh em kỹ thuật bên mình đang lắp đặt thì nó đơn giản thôi, các bạn cứ dựng lên như vậy thôi. Cắt bớt những cái xốp đi. Đúng rồi. Cắt bớt xốp đi cho nó gọn gàng nhé các bạn nhé. Lắp một cái xe này thì nó dễ như là cái xe đạp thôi anh em ạ, nó dễ lắm, không có gì cả. Bên mình đang lắp chiếc Aurora này để giao tại VinSmart cho anh Hà. Anh Hà đã đặt trước rồi cho nên là bên mình sẽ lắp sẵn như này và giao luôn trong nội thành Hà Nội. Đấy, các bạn nhìn quả gác ba ga chắc chắn không? Đây là cái quy trình lắp đặt nhá, anh em để ý nhá. Đấy. Anh em phải tháo cái cổ ấy ra này. Người ta lắp vào như này để nó không bị xây xước anh em. Bỏ tháo bỏ vứt cái này đi, vứt cái trắng này đi nhá. Đây là bạn kỹ thuật bên mình thì đang lắp pedal. Các anh em nhìn lắp pedal nhớ này, nó có chữ R và chữ L nhá, ở đầu á. Ok, đó, chữ R và chữ L thì nhớ lắp đúng chiều là được. Cái quy trình lắp cái cổ phốt này thì đơn giản thôi, các anh em cứ để vào nhẹ nhàng như này này, nhớ này. Là các anh em tập để ý nhá, là cái khớp nối như này nhá. Là mình sẽ xoay về hướng để bẻ hướng ra ngoài giống như khớp bên này. Để làm sao mà khi mà mình lắp này, mình bẻ mình gấp lại ấy thì nó sẽ xoay như này. Và đây cái tay đông thì nó cũng sẽ xoay đúng theo cái chiều ra phía ngoài này luôn này. Đó, khi mà lắp vào đây thì nhớ giữ lại cái phần cổ phốt vừa nãy tháo ra ấy, lắp tạm thời đã. Lắp nhẹ nhàng của tôi, siết vừa tới tay thôi để lát nữa mình có thể mình chỉnh để cho chuẩn. Giống như ngày xưa là nó bị lệch cổ phốt ấy, là các cụ nhà ta thường là đứng ở giữa, kẹp chân vào giữa xong rồi vặn cân á. Thì quy trình là cũng như thế thôi, nó như cái xe đạp bình thường thôi, không có gì cả, rất đơn giản. Đấy, lắp gác, lắp cái yên thì có cái mỏ vịt kia. Anh em nhìn thấy mỏ vịt này tháo ra cái là được. Và bạn Toản hướng dẫn cái cách siết mỏ vịt đi. Là nới con ốc nào nếu mà. Đầu tiên là mỏ này ra trước này. Xong rồi siết ốc này vào. Đó, nếu có căng tay thế, các bạn cứ làm cho căng tay thôi là được. Bóp sao căng nhé, có thể là. Bên mình thì lắp nhiều rồi nên là cái ngưỡng của bên mình làm một cái chuẩn luôn. Thế còn anh em mà mới ấy, thì anh em cứ từ từ làm thôi. Đấy, thấy chưa? Đấy, bên mình làm quen rồi này. Thì gần như bên mình làm đã quen rồi thì là làm rất là chuẩn và nhanh. Nhưng mà anh em cứ bình tĩnh làm thôi. Đó. Các vặn siết lại cứ từ từ mà vặn siết thôi, không có gì phải vội vàng cả.
Các cái bộ lục này thì đã có sẵn ở trong xe rồi. Ở trong xe đây các anh em nhìn đấy nhé, nó có một cái bộ tun này, màu đen này. Trong này này, nó có các cái con lục để vít lại này. Có những bộ cà lê ở liếc này đủ rồi nhá, tô vít liếc này. Là mọi người dễ dàng lắm, không có gì đâu. Súng. Đấy. Lắp ghi đông thì tháo hai con vít này ra. Đúng chiều ghi đông nhá các anh em nhá. Đúng chiều này. Nhìn thấy chưa? Được. Đó. Các anh em để cái phần mà có cái khớp này ở giữa này. Khớp ở giữa này. Đó. Vít lại từ từ, điều chỉnh từ từ thôi. Cái quy trình mà lắp Gabaga này là lên mình, cái này không phải lắp Gabaga, chỉ cần lắp mỗi tay lái thôi, tay ghi đông thôi, thì cứ để nguyên như này nhá, dựng thẳng lên này. Dựng thẳng lên thì nó tự đứng được luôn rồi. Sau đó lắp chuẩn ở cái phần phía tay lái là được. Tạm thời thì các bạn không nên siết chặt bất cứ một cái điểm nào cả, mà mình sẽ siết từ từ để cho nó cân đối lại đã. Tiếp theo là các bạn nhìn cái bước này, bước quan trọng nhá. Đối với cái bánh xe ấy, thì anh em phải tháo hết bánh trước này, tháo hết ốc ra này. Ốc ở đây còn long đen này và ốc hãm này. Tháo hết ra này. Ở dưới này thì anh em tháo bỏ cái thanh này đi này. Cái này vứt đi nhá. Khi mà đưa vào ấy thì nhìn thấy là để phanh đĩa này, nó phải lọt đúng vào cái khe phanh đĩa. Ok, khi mà đã lắp lên ngon lành tạm thời như này rồi nhá, thì anh em bắt đầu dựng chân trống này. Thì xe nó sẽ tự đứng lại này. Đơn giản đúng không ạ? Đấy, khi mà tự đứng lên rồi thì bắt đầu siết lại, vít lại các cái điểm như con ốc. Cứ vít lại bình thường thôi. Cho long đen ở phía trong. Cho long đen phía trong nhá, và ốc hãm ở phía bên ngoài. Sau khi mà siết chặt rồi ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang lắp cái rè phía trước và đèn. Đèn thì các anh em luồn lại như này cho gọn này. Cái này là rất là dễ. Luồn lại được mà. Đấy, cho ra ngoài, cho ra ngoài đây. Đây, cho ra ngoài nhé. Cái bên mình sẽ lắp để nhìn thấy, anh em nhìn thấy nữa. Các bạn nhìn rõ luôn. Đây, phiên bản màu xanh Engineer Pro Limited Edition này. Phiên bản này là số lượng đúng là giới hạn, chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới. Đấy, quy trình lắp rè đây anh em nhìn nhá. Mình cho từ phía sau ra phía trước nhá. Cho thế này. Đúng rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Và đưa ốc vào vít ốc lại là xong. Con ốc ở đây ấy, ở cái rè này, cái tay đỡ này thì mình vít vào đây. Vít vào cái càng xe này là xong. Ok, vậy quy trình của bên mình là gần như đã hoàn thiện rồi. Và khóa đây, các anh em nhìn khóa này. Cái khóa đây nhá, khóa này là khóa để mở khóa nguồn và khóa pin. Điệp ơi, Điệp hỗ trợ tháo cái khóa này ra để mình hướng dẫn luôn cho anh em cách mở khóa. Mở khóa thì đơn giản nhá, anh em nhé. Đây là chìa khóa này, chìa khóa thì ở dưới đây là có cái công tắc mở khóa này. Đưa vào đây này, mở khóa dọc theo chiều. Ok, dọc theo trục thân xe này. Bật nguồn, nút nguồn ở đây nhé. Ở trên màn hình điều khiển nó sẽ sáng lên này. Đó, vậy là các bạn đã hoàn thành luôn một chiếc xe lắp đặt hoàn chỉnh và có thể là đi luôn trên đường. Cái hướng dẫn sử dụng ấy thì ở bên mình đã có với cái video clip ở phần mục hướng dẫn sử dụng. Các bạn sẽ vào trong hướng dẫn sử dụng, cách thiết lập, cài đặt, hiệu chỉnh để là tối ưu hóa cái động cơ cũng như là tốc độ. Riêng dòng xe cao cấp này thì có thể set up được là giới hạn tốc độ
các bạn có thể là mở tốc độ lên đến 50 km, hoặc là giới hạn tốc độ chỉ còn 5 đến 10 km thôi. Rất là dễ. Ở trong clip mình cũng đang làm và hướng dẫn cho anh em, thì anh em xem clip hướng dẫn và thao tác như trên là ok. Chiếc xe Engineer Pro phiên bản Aurora này nhìn rất đẹp, nó bố trí đèn kiểu mới này. Khi vào bóp phanh ấy, thì đèn nó sẽ sáng. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Thông minh chưa? Có chế độ Cruise Control. Tuyệt vời luôn. Hiệu chỉnh được 3 chế độ lái Sport, Normal và Eco. X26 luôn nhỉ? Tuyệt vời. Đúng ạ. Tay cầm bằng da. Chính xác này. Tay bằng da này. Shimano Atos. Shimano 8. Shimano 8 Atos. Phanh dầu. Phanh dầu. Bộ điều khiển này thì các bạn yên tâm đi, rồi mưa rồi gió không bao giờ lo nghĩ là việc mà bị nước vào đâu nhá. Ga thì ga tay trái rất là thuận tiện này. Còi. Chiếc xe này còi bằng điện. Còi điện thì nó gắn tích hợp vào đèn anh em ạ. Đèn này. Trên chiếc phiên bản Aurora đặc biệt này thì hệ thống đèn và còi tích hợp với nhau, và đèn thì có thể là được cài đặt ở chế độ auto, tức là tối thì tự sáng và sáng thì nó tự tắt. Như ô tô luôn. Yên béo này. Yên này ấy, yên này thì trên hãng ấy nó đang ra một cái loại yên là nó không có lỗ, thế nhưng mà phiên bản đặc biệt bên mình yêu cầu là có lỗ anh em nhá. Có lỗ như này ấy, thì ngồi là rất là êm và thoáng, chứ không phải giống như là cái phiên bản nó không có lỗ đâu. Cái lỗ này là công thể học, công thể học. Của anh Công ấy, anh Công. Còn gác ba ga của nó là trọng tải 200 kg, nên anh em mà muốn đi một chiếc xe mà có thể chở được cả gia đình luôn thì Aurora sẽ là phiên bản mà các bạn đang tìm đấy. Đây, Shimano bên mình đang test chức năng các số Shimano 8 lip đây này. Đấy. Đang chuyển đổi lip để test trước khi bàn giao cho khách. Xích thì xích trắng á. Cái chế độ chuyển như này thì các bạn chú ý là khi mà ở chế độ tĩnh ấy, tức là không chuyển động ấy, thì các bạn không lên đảo số nhá. Vì nó sẽ căng xích, nó sẽ hại vào cái số. Thế còn khi các bạn di chuyển rồi thì các bạn thay đổi số thì vô tư. Vậy như vậy thì nó sẽ không hại số các bạn nhé. Vâng, và động cơ của con này 1000W cộng với có chức năng sạc ngược, cho nên là các bạn sẽ có một cảm giác đi chiếc xe này rất là khỏe. Tuy nhiên cái động cơ của nó thì nó sẽ có một cái gì đấy nó khỏe, cho nên là nghe nó kiểu hơi rò rò ấy. Cái đấy thì phiên bản Engine Pro và phiên bản Aurora là đều là có hết. Vâng, đặt hàng đây là Mr. Dũng, best sale của Aurora của xe đạp điện trợ lực .vn. Vâng, anh có nói gì với khách hàng không ạ? Phiên bản này mình thấy nó cực kỳ chất lượng, với những cái chi tiết là cực kỳ tốt, được lấy cảm hứng và được lấy từ con X26 huyền thoại với 46 triệu lắp sang bên này. Động cơ thì cũng được lắp sang, nên là anh em mà mua được với cái giá như vừa rồi ấy là cực kỳ là hời nhá. Cực kỳ hời đấy. Còn sắp tới thì bên hãng đã thông báo là có sự tăng giá nhẹ, nhưng mà theo mình nhẹ đấy là nhẹ của những người giàu. Thế còn nhẹ thì đối với anh em mình thì cũng là cũng không nhẹ lắm. Thì mời anh em theo dõi kênh, ủng hộ, đăng ký kênh của bên mình. Bên mình sẽ ra rất là nhiều clip để anh em có thể là tìm hiểu về xe này. Rồi có thể vọc vạch những cái mà cấu hình ở trong xe, rồi những cái thông số kỹ thuật kiểu giống như là máy tính, em yêu khoa học ngày xưa ấy. Anh em cứ tự nhiên thôi, không phải lo gì cả. Về vấn đề bảo hành ý, là bên mình bảo hành ok 15 tháng. Tất cả mọi vấn đề lỗi của nhà sản xuất là bên mình bảo hành hết. Quy trình bảo hành của bên mình thì rất là đơn giản nhá anh em nhá. Anh em nhìn này, ví dụ như là lỗi đủ các thứ gì nhá, màn hình hoặc là bất kỳ những cái đèn đủ chẳng hạn, nếu mà bị lỗi nhá, các anh em quay lại clip gửi Zalo cho bên mình. Bên mình đã gửi một cái đồ mới về cho anh em. Anh em thay xong, hoạt động ngon lành xong, anh em gửi lại cái cũ cho mình. Ok chưa? Ok. Uy tín chưa? Ok. Rồi chào anh em.